ơi, loạn, loạn lắm rồi ạ. Cái gì loạn? Bắc Tuyết Diamond lưu đồ lớn lắm ấy ạ. Bắc Tuyết mới ra combo phân chia thiên hạ để làm loạn võ lâm. Hả? Nguy hiểm thế à? Được, chúng tôi sẽ vào cuộc điều tra. Mở hộp đi em. Ui, combo này bao tiền đấy? 150k anh ạ. Hả? Một đống này mà chỉ có 150k thôi á? Sao rẻ thế? Đúng là loạn thật rồi. Loạn lắm anh ạ. Bác Tuyết định âm mưu cái gì đây? Để xem phân chia thiên hạ có cái gì nhá. Đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5 bịch sữa chua cháy tỏi. À nhầm, sữa chua trái cây. Cái sữa chua này thì phải cho vào trong tủ lạnh trước thì ăn nó mới ngon. Trong lúc chờ sữa chua lạnh thì chúng ta sẽ có gì đây? Sữa phẩm đùi gà rong biển. Ui, quả này đang cháy hàng anh ạ. Đúng rồi, đang cháy hàng đấy. Học luôn cho nó nóng. Ý. What the? Chưa một điểm. Dùng ra đi mở kiểu gì? Đại án. Oh. Ai dạy mày mở thế này không? Không ra được. Đấy à, bác Tuyết xem được video này thì là ra cố lại chỗ này đi nhá. Ra rồi các bạn ơi, ra rồi đấy. Nhưng mà không biết lúc nào ra thôi. Đây, đây rồi. Em gà lắm. Đây rồi. Rồi rồi rồi. Đùi gà rong biển. Món này rất là hot, hôm trước mình có review xong. Đấy, các bạn có thể thấy không? Trên đùi gà có cả rong biển các thứ này. Ăn đi em. Ngon, món này rất ngon luôn. Mình rất thích ăn cái kiểu rong biển mà nó mặn mặn như này. Ăn đi rồi. Cuốn, cuốn, cuốn. Được của nó đấy. Quả này ngồi ăn lai dai bao phê. Quả không hổ danh là đùi gà rong biển siêu phẩm. Món tiếp theo, 10 anh em đứng phên. Bóc đi em. Một mùi hương quê cay. Đấy, cái này thì mình đã đến tận xưởng nhà bác Tuyết để xem nhà bác Tuyết làm rồi. Ăn cũng khá là cuốn đấy. Đây, mà để mà đúng thì các bạn ăn theo thớ như này này. Đừng ăn tục như này nhá. Được thế nhở, hương vị quá cay. Ngày xưa có người cứ bảo là cái này làm từ xốp. Em được đến xưởng nhà bác Tuyết làm chưa? Đấy, cái này là bằng bột mì. Kể ra là có nhà bác Tuyết làm thì mình cũng an tâm hơn. Nếu mà đau bụng thì đến bắt đền bác Tuyết. Quả ăn cuốn đấy. Hồi bé em hay ăn cái này không? Thường xuyên và liên tục. Cổng trường ngày xưa hay bán kiểu hổ ca ca thứ ấy, nhưng mà cái này ăn nó vị khác hổ ca ca. Món tiếp theo là gì ạ? 10 snack bò Kobe. Hả? 11 gói mà. Tức là gửi thừa à? Gửi thừa một gói à? Chứ không phải 5 điểm. Bóc gói thừa này ra đi. À, một túi này là có hai cái, chia nhau ra đi em. Ui, mình có hẳn 10 gói như này cơ mà. À, mình ăn là hay kiểu xé theo thớ như này à. Cái thằng ăn thì uống chậu rồi, ăn phải xé thớ như kiểu xé mực. Cái này nó vị khác với cái nem nướng ấy, vị nó hơi khác khác. Mẹ ăn nhanh đi! Anh chậm em ăn hết bây giờ. Quán này xé khó đấy. Ăn tham quá mới khó xé em. Cái nem nướng phê này thì nó dày hơn. Ăn vị nó hơi khác nhau một tí. Thế tôi làm cái này này. Ăn ngon phết. Ăn miếng to mới ngon. Người ta ăn người ta hưởng thức chứ mà được quá nhở. Vị ngon trên từng ngón tay. Bò Kobe mới đầu nghe tưởng là sẽ có thịt bò mà sẽ có cả xương sườn các thứ ở đây. Nhưng mà ngon đấy. Được. Cái gì đây? Không phải có vẻ to đấy. À, bim máy ngói. Bóc luôn. Bim máy ngói. Đây giấy vệ sinh đây anh. Lúc nãy là anh mới chỉ ấy thôi, anh chưa làm gì đâu. Anh đang chuẩn bị ấy thì mình vào. What? Bro, what are you talking about, man? Ôi, máy ngói, máy ngói. Mua chưa? Không ai, không ai. Ê, cái này giòn nha. Ăn kiểu snack ấy. Ngon, 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 ngon. Thơm nhỉ? Ăn nó kiểu snack như kiểu bim bim ấy. À đúng rồi, nó bim thật mà. Bim máy ngói. Đói phải ăn, không đói mình cũng ăn. Ở đây là có phô mai này, ngô này. Phô mai ngô. Thằng nào thấy có vị kiểu hơi kiểu phô mai ngô ngô. Có bò này hay ấy nhỉ? Mà chỉ có bao nhiêu 150k. Ngồi ăn cái này là dai thướng vãi. Ê, tối về xem phim ma nhỉ? Xem Tết ở làng địa ngục chưa? Chưa, phải xem cái đấy đi. Mặc dù cái kết nó hơi nhảm một tí mà xem cũng được. Mình ủng hộ phim Việt Nam mà. Ăn từ từ, ăn nhiều ấy. Sữa chua trái cây, kiểu ăn mấy cái cay cay này vào xong mày uống sữa chua kiểu ngọt ngọt mà dính cực kỳ. Nó dịu ấy, dịu cân cay, nó đã cay. Xong rồi cảm giác là mình uống cái sữa chua này xong này mình lại muốn ăn tiếp cay xong rồi mình lại muốn uống sữa chua tiếp. Tính ăn mù làm. Ấy, nó còn có bỏng ngô nữa à? Hai cái hũ bỏng ngô. Anh em ơi có thêm hai hũ bỏng ngô này. À, cái hũ bỏng ngô này hình như là mới ra combo này thì mới có thôi. Đợi mình check lại thông tin đã. 10 minutes later. À đây đây, cái này nó là tri ân cho mới ra combo, nó sẽ chỉ dành cho 500 bạn đầu tiên mua combo phân chia thiên hạ này đấy nhá. 500 bạn đầu tiên nhanh tay nhất thì sẽ được thêm hai cái bỏng ngô này nhá. Sau hết 500 slot đấy là không còn được đâu nhá. Nên các bạn nhanh tay lên nhá. Trừ que cay ra thì tất cả những thứ còn lại đều ăn khi xem phim được. Sao vậy? Vì nó cay. Nó cay thì uống sữa chua. Theo như mình thấy thì 150.000 mà được combo nhiều như thế này là cũng được ấy nhỉ? Tuyệt vời. Thôi xong rồi đi về đi. Hơi bị nhiều đấy nhá.